Thưa quý vị, theo dự kiến thì phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong ngày mai 28 tháng 11 để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Trong đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, tức nguồn chi thường xuyên năm 2021, và xem xét quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Ngày hôm nay, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đăng cai hội thảo với chủ đề nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trong tình hình mới. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao ban tổ chức hội thảo đã lựa chọn vấn đề có ý nghĩa sát thực, nêu được nhiều vấn đề thể hiện tâm tư tình cảm của những người làm báo địa phương đang được các cấp hội nhà báo quan tâm. Đồng chí cũng biểu dương chia sẻ những khó khăn với các cấp hội nhà báo khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và giải đáp một số thắc mắc những kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, tháo gỡ khó khăn để các hội nhà báo các tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các cấp hội nhà báo các tỉnh cần chủ động đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về nâng cao vị trí vai trò của hội nhà báo trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cam kết đồng hành cùng với hội nhà báo các địa phương trong khu vực Trung Du, miền núi, khu vực phía Bắc trong việc nâng cao nghiệp vụ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên hội nhà báo. Nhân kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Romania và 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Romania, hôm nay Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania tổ chức lễ meeting trọng thể và gặp mặt hội viên, những người từng học tập, làm việc và sinh sống tại Romania cùng đại sứ và cán bộ sứ quán Romania tại Việt Nam. Ra đời từ năm 1991, đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trong việc thực hiện các hoạt động gắn kết với Romania, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Romania. Tổ chức các đoàn thăm viếng giữa các doanh nghiệp của hai nước, tạo cầu nối để doanh nghiệp Romania đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện để các đoàn văn hóa của trong nước ra biểu diễn ở Romania cũng như các đoàn biểu diễn của nghệ thuật của Romania tại Việt Nam. Đặc biệt trong cái dịp Covid-19 vừa qua thì Hội Hữu nghị Việt Nam Romania đã huy động các hội viên đóng góp và gửi cái quà tặng đến nhân dân Romania trong lúc đại dịch. Trong không khí ấm áp, buổi lễ meeting được tổ chức là hoạt động rất có ý nghĩa, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, tạo sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt Nam từng sinh sống, học tập và công tác tại Romania. Hôm nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã năm 2022. Khó khăn lớn nhất của các hợp tác xã hiện nay chính là khâu tiêu thụ sản phẩm. Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, là động lực thúc đẩy liên kết phát triển sản xuất của hợp tác xã trong tỉnh Hà Nam và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tôi thấy là cái chương trình này rất là hay mà thiết thực để giúp cho các cái hợp tác xã có điều kiện để đưa cái sản phẩm của mình ra giới thiệu ở một cái thị trường mới, một địa bàn mới. Qua cái những cái buổi kết nối thì các hợp tác xã này có thể là hình thành một cái chuỗi liên kết để mà cùng phát triển cái sản phẩm. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và xây dựng trang thông tin điện tử cho các hợp tác xã, tổ chức cho các hợp tác xã tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương tìm kiếm thị trường tại các hội chợ. Thời gian tới thì phát huy những kết quả đạt được, thì Liên minh sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa cái xúc tiến thương mại, kết nối cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường, từ đó sản xuất ra các cái mặt hàng, tạo ra cái thương hiệu cũng như là giá trị sản xuất cao
và mang lại cái lợi kinh doanh cho các xã. Hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu giữa Hà Nam với các tỉnh thành đã được triển khai hiệu quả. Nhiều sản phẩm có thế mạnh, đặc sản của tỉnh đã được quảng bá rộng rãi, được người tiêu dùng ưa chuộng.